bị hết hết hồn. Ở trên này là còn là tôm nè, tôm hùm nè, tôm hùm size nhỏ, size lớn và size bự nha. Đây là tôm số biển nè, quá đã luôn nha. Thì các loại ốc nè, đây là con cá tầm nè cả nhà. Cá tầm này giờ cũng hồi xưa mất nhưng giờ là quá rẻ nha. Cá tầm nấu lẩu nó ăn chua là hết bài. Đây là buổi cơm trưa của gia đình nè cả nhà. Cánh gà chiên món có hai lứa, mì ý cơm chiên cho hai đứa nhỏ nha. Buổi trưa của gia đình nè cả nhà, đơn giản. Đây là món mì ý spaghetti nè của chú anh chị, ngon. Hai đứa nhỏ thích rất. Đây là cơm chiên trứng tỏi nè của chú anh chị, nhìn thấy hấp dẫn không? Sướng gì? Sướng cho bằng cô. Salad giờ này làm mấy hạt sớm vậy? Rất ngon nè. Món lẩu cá bớp nè. Có thời điểm có khu mới đường vô cái villa mình có hồ cá rất đẹp nha của chú anh chị. Này mà có thác nước là quá tuyệt vời nha. Đây là con đường đẹp nhất đi vô ở chỗ Villa Sicilia nè cô chú anh chị. Đẹp y như ở Đà Lạt nha cô chú anh chị. Đây là thuộc đường ngay chỗ bãi trước Vũng Tàu cô chú anh chị. Sicilia này giá phòng cũng rất rẻ nha, chỉ có tính ra 400 mấy một có một người à. Được tối được ăn tôm hải sản nha. Lối đi khá đẹp mắt nha. Giờ thì Phúc vô phòng nghỉ ngơi trong một ngày đi vòng vòng chơi nha. Cái cầu đi qua cái cầu nha. Con đường khá đẹp giống y ở Đà Lạt, không khác gì ở Đà Lạt nha. Đây có từng khu nhà rất đẹp nha. Phòng của Thiên Phúc 2 giường là tổng cộng là 2.3 triệu, gần 2.4 triệu nha. Được mình ăn được hải sản và buổi ăn trưa, ăn sáng ăn trưa nha. Đây trong phòng nè, 2 giường nè, quá đẹp không, của gia đình Thiên Phúc. Xin chào cả nhà nha, lâu quá Thiên Phúc cũng không có đi chia sẻ ăn uống và du lịch đến đâu đó, cô chú anh chị, vì công việc cũng hơi bận một tí. Hôm nay Thiên Phúc ra Vũng Tàu cùng gia đình chia sẻ cho cô chú anh chị xem nha. Ở đây trong khách sạn này có buffet nha. Buffet buổi sáng, buổi chiều và vừa. Chắc cũng bữa tối có luôn nha cô chú anh chị. Tí nữa mình ăn buffet hải sản nha. Chia sẻ cho cô chú anh chị xem nha. Những tiểu cảnh hồ cá coi đồ, cây cối đồ rất đẹp nha. Không phải cá coi mà cái này cá chép thường, không có cá coi. Đây rất đẹp. 2 vợ chồng, 2 đứa con ở đây một đêm thì có 2.3 triệu, cũng khá rẻ nha cô chú anh chị. Mình được ăn hải sản buổi tối 7 giờ và buổi sáng cà phê sáng và buổi trưa ăn trưa nha cô chú anh chị. Ăn trưa là mình xong mình trả phòng mình về. Hồ bơi
Hồ bơi rất đẹp nha cô chú anh chị. Đây là khu trong villa resort khá đẹp nha cô chú anh chị. Những cây hoa, bông hoa, hồ cá rồi. Quá tuyệt cảnh khá đẹp nha. Cá quá trời cá. Giờ cho con đi tắm hồ bơi mà giờ trời mưa cô chú anh chị. Bơi luôn. Đi xa không? Xa quá con. Được. Hai đứa con bơi. Đây các con bây giờ đi xuống hồ bơi bơi. Tối nay có gì ăn uống gì hoặc một tí nữa đi ăn. Thiên Phúc chia sẻ món ăn ở đây. Ở Gành Hào hoặc chỗ nào đó cho cô chú anh chị xem nha. Hồ bơi cũng khá sạch nha, chắc cũng ít người bơi. Có hai đứa con bơi, như là vợ của Thiên Phúc đang ngồi cô chú anh chị. Lâu lâu hai chồng chở các con đi chơi. Giờ cũng chưa rồi cô chú anh chị ơi. Gia đình Thiên Phúc giờ cho mấy đứa nhỏ tắm xong giờ ghé Gành Hào kiếm gì đó cùng gia đình thưởng thức nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị đón theo dõi video của Thiên Phúc nha. Đây những cây cọ trái rất đẹp nha. Cọ màu xanh trái đẹp ghê không. Giờ Thiên Phúc cũng đã tới quán Gành Hào rồi nha cô chú anh chị. Để vô đây coi có món ăn gì ngon Thiên Phúc chia sẻ cho cô chú anh chị xem nha. Ăn buổi trưa. Khu vực này cá quá nhiều đã cái nhà. Cá này là cá mú và cá kiểm nè. Đây là cá mọc đây cái nhà. Này cá mú cá kiểm nhìn đã không? Bụi hết hồn. Ở trên đây là toàn là cơm nè, tôm hùm nè. Tôm hùm size nhỏ, size lớn và size bự nha. Đây là tôm số biển nè. Quá đã luôn nha. Đây là các loại ốc nè. Đây là con cá tầm nè đó nha. Cá tầm này giờ cũng hồi xưa mất chứ giờ là quá rẻ nha. Cá tầm nấu lẩu nó ăn chua là hết bài. Tôm bình thường. Đây là cái tôm nè, tôm hùm Canada nè. Này lúc trước thì Thiên Phúc cũng ăn rồi, cũng mua cho gia đình. Đây tôm hùm size nhỏ thôi, tôm hùm Barbie nha cô chú anh chị. Quá đã nha. Để vô coi có món gì mình kêu. Có tiền mình ăn nha, không có tiền mình không ăn nha. Ra biển mùa này mưa bão buồn quá cô chú anh chị. Đi tắm biển mà nó về sao tắm được. Giờ ăn trưa view khá đẹp nha. Trời. Đây là buổi cơm trưa của gia đình nè cả nhà. Cánh gà chiên nóng của hai đứa con nè. Đây là bò lúc lắc nè. Mình kêu lẩu cá bớp và mì ý cơm chiên cho hai đứa nhỏ nha. Buổi trưa của gia đình nè cả nhà. Đơn giản. Bây giờ cơm nha cô chú anh chị. Nè mời cái nhà ăn đi, mở nhà ăn gà nè. Nè, mở nhà ăn gà. Đây là món mì ý spaghetti nè cô chú anh chị. Nhìn ngon không? Hai đứa nhỏ rất thích mì ý nha. Nóng thổi vừa thổi vừa nè mẹ làm cho nó đi. Anh xuống vậy?
Đây là cơm chiên trứng tỏi nè, để các anh chị nhìn thấy hấp dẫn không? Sướng gì? Sướng cho bằng con. Đây là món salad nha, salad cá ngừ. Cá không nè. Cơm chưa đơn giản của gia đình. Nay giờ làm hả? Mới đi sáng. Mới đi lúc 9 rưỡi. Chở tụi nó ra. Hả? Món salad này nhìn khá ngon nha quý vị. Đây là có cái rau này. Hả? Cái mầm mà quý vị. Cái người cái mầm nha. Cái ngồi. Nửa thằng Pháp đi học rồi. Có gì kê cả. Con lẩu cá bóp này có thì được có gia đình mình cũng nha cả nhà. Cũng mà cả nhà bữa cơm trưa đến gia đình mình cả nhà.